ngay sau đây, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con và du khách thập phương đến với phần 2 của chương trình qua câu chuyện tóm tắt về sự nghiệp của nhân vật lịch sử gắn với đền Bảo Hà với tựa đề Tướng Hoàng Bảy trấn ải vùng biên cương. Tác giả kịch bản Phùng Quang Mười, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương, thể hiện vai diễn nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương vai Tướng Hoàng Bảy, nghệ sĩ tài năng trẻ Mạnh Linh vai Lò Minh quan dưới trướng Tướng Hoàng Bảy, cùng các nghệ sĩ ưu tú Văn Bút, nghệ sĩ ưu tú Văn Quý, nghệ sĩ Thế Quang, nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay muôn dân tù hội về đây, giữa trời thu tháng 7, ôn lại bài ca lịch sử hào hùng. Oh,
bằng. Dạ. Lệnh tá giao ngươi sang chạy giặc, công việc thế nào báo lại ta hay. Dạ, thưa tướng quân, còn tên tướng giặc ta tính sao đây? Trần Tinh Tòng là tướng đầu quân giặc, chiếm thị phí gây điều ác độc. Chúng sang đây sẽ không có ngày về, mảnh đất này chính là mồ chôn của chúng. Tướng quân, oai của người khiến kẻ thù khiếp sợ. Nay giờ lành đã đến, xin tướng quân ra lệnh xuất binh. Hỡi ba quân tướng sĩ, lấy quân giặc kéo sang sắp lấn, ta cùng quân dân anh đứng lên đánh đuổi giặc thù. Nay giờ uy linh đã điểm, tam quân chuyên tiến đánh. Việc tiếp theo ta phải tính sau đây.
Việt trước kia, ta phải xây thành nơi trấn tiền, đất bảo hà giữ vững biên cương. Quân ta sức mạnh phi thường, bảo vệ vành đai căn tứ lâu. Rồi sau đó chiêu phụ cổ hào địa phương, đón người Giao, người Thổ, người Nùng áo xanh về lập làng khẩn điền khai mỏ, xây dựng quê hương, không để cho muôn dân đói khổ. Bảo vệ muôn dân là bảo vệ mảnh đất này. Dạ thưa tướng quân, tất cả quân sĩ đang sẵn sàng chờ lệnh tướng quân. Trong những ngày vất vả chống